Ở những vùng chuyển đổi tôm lúa tại Kiên Giang, người dân đang thiếu nguồn nước mặn để nuôi tôm. Và điều này gây khó khăn cho bà con nông dân tại địa phương. Khi tìm hiểu câu chuyện này thì đâu là nguyên nhân, anh Công Khoa? Theo các phóng viên thì hiện nay độ mặn trên các sông ngòi kênh rạch tại địa phương này thì vẫn còn khá thấp. Trong khi đó thì bà con đã thả nuôi hơn một tháng vì thiếu nước mặn làm đảo lộn quá trình sản xuất tại địa phương. Những nơi có độ mặn thấp là ở vùng U Minh Thượng và huyện Gò Quao. Hiện tại độ mặn tại các điểm quan trắc thấp hơn trung bình nhiều năm từ 6 đến 7 phần ngàn, không đảm bảo cho sự phát triển của tôm. Với độ mặn đó, nông dân chưa dám thả giống. Một số hộ như anh Liệt vì quá sốt ruột sợ trễ lịch thời vụ nên đánh liều mua nước biển từ nơi khác chuyển về. Mua nước mặn để gieo tôm. Mình mua trước, mình bơm vô, mình gieo xong rồi tôm nó khoảng tầm gần tháng đầu mình có nước mặn cái mình bung nó ra ruộng. Tại các miệng cống, nước ngọt trong nội đồng còn khá cao và đang chảy từ trong ra ngoài, nên nước mặn từ hướng biển chỉ có thể vào khi có con nước triều cường. Những hộ không dám mạo hiểm mua nước biển thì vẫn đang chờ con nước lớn cuối tháng với hy vọng độ mặn sẽ tăng lên để bơm vào. Mua nước mặn đổ vô, rồi mình mới vèo bung ra nó chết chân. Hành này chết hết đợt này. 500 thiên cũng tính đi. Năm nay là về trễ nhất, năm nào cũng nhá là 2 cân mặn. Mà năm nay là không có mặn luôn, nó là ngọt toàn bộ luôn đó. Hiện nay thì cái mực nước nội đồng ở cái khu vực của các cái vùng nuôi tôm ở mức cao. Do đó thì nó tạo một cái lượng nước ngọt rất là lớn để nó đẩy cái mặn không có vào được trong các cái vùng nuôi tôm. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là hiện nay thì do xuất hiện nhiều cái cơn mưa trái mùa, tiếp tục chúng ta sẽ chờ cái lượng nước mặn phù hợp để chúng ta chỉ đạo cho các cái ngành chuyên môn cũng như là nông dân chúng ta tiến hành chúng ta thả giống. Hiện người nuôi tôm ở vùng U Minh Thượng và huyện Gò Quao đang phải canh con nước từng giờ để lấy nước mặn vào ao thả tôm cho hơn 100.000 hecta. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam phối hợp điều tiết nước mặn từ hướng cống Ninh Quế, tỉnh Bạc Liêu qua, thay vì chờ nước mặn từ biển Tây theo sông Cái Lớn vào. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống cống còn phải tính toán hài hòa việc đối phó với hạn mặn cho cả mùa khô năm 2023. Còn tại những vùng trồng cây ăn trái thì câu chuyện lại khác. Xâm nhập mặn đã bước vào cao điểm. Chính vì vậy nhu cầu nước ngọt phục vụ cho sản xuất lại trở nên cấp thiết. Chính vì thế mà người dân trong vùng đã chủ động ứng phó từ nhiều tháng qua. Những các bạc chứa nước như thế này xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Phóng sự được thực hiện tại Bến Tre. Hơn 150 gốc sầu riêng của ông Thuấn đang xả nhị. Để cung cấp đủ nước cho cây khi thắt ngạt, ông phải làm ao trữ hơn 200 khối nước dự phòng. Sầu riêng chuẩn bị cho trái lứa đầu tiên nên đảm bảo nguồn nước là yếu tố quan trọng. Các nơi thì cũng có báo là vấn đề nước mặn nó cũng xâm nhập gần đến rồi, chứ hiện tại mình đây vẫn còn ngọt, vẫn ok. Nhà vườn chỉ biết có một cái vấn đề như cái lấy mũ dùng cái bể bạc như vậy là bơm nước trữ, là trữ để cho đủ cho xịt để chống trái chống gầy là khoảng chừng vài trăm khối nước thôi. Mùa khô năm 2019-2020, tỉnh Bến Tre đã phát động người dân đào hơn 1.000 ao hồ lớn nhỏ. Hiện các ao hồ này đã chứa đầy nước với trữ lượng khá lớn. Bên cạnh đó, các hồ chứa nước lớn như Kênh Lấp ở Ba Tri, Nhân Thạnh ở thành phố Bến Tre cũng tích đầy nước. Đóng cống lại, trữ nước bên trong, không cho nước vô mà mình có trữ nước mình tưới được. Mình trữ nước rồi cái mình đo thử coi nước nó có nằm trong đó có mặn hay không. Thì từ cái chỗ đó mình hạ tưới. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã khuyến cáo cho người dân là tập trung là trữ nước từ những cái mương vườn, những cái ao hồ mà đã đào trước đây. Cái tháng 2 vừa rồi mặc dù cái độ mặn có lên cao nhưng mà với cái sự chủ động của người dân, của các cái ngành, các cái địa phương thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái quá trình sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hiện nay người dân tỉnh Bến Tre đã có những cách làm bài bản khoa học hơn trong việc trữ nước mưa, nước ngọt. Nhờ chủ động như vậy nên tình hình thiếu nước vào mùa khô bớt căng thẳng hơn. Tỉnh này sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống truyền tải nước ngọt từ thượng nguồn và hồ lạc địa trên 2 triệu khối.